nhất thịt ba rọi nè, cuốn kèm chung với bánh tráng ha. Đây thì rau củ thì chắc mọi người đều biết rồi ha. Đó thì mời mọi người xem nè. Mua iPhone tại Vĩnh Long đến ngay ufi.com, bảo hành mãi 12 tháng 1 đổi 1, bảo hành pin trọn đời. Rồi hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người ha. Ở trong một trong nhà hàng Thiên Tân á có một món gọi là bánh tráng cuốn rau rừng. Đó thì mọi người xem ha. Đây là dĩa rau rừng nè. Đó. Rau rừng ở đây á thì theo mình được thấy á thì có loại rau này là rau xá xị nha mọi người. Theo như người ta hay gọi ha, rau xá xị. Mình chỉ nói những cái loại mà nó lạ lạ thôi nha, còn những loại mà quen thuộc thì mình sẽ không nhắc đến ha. À, còn lá này thì theo mình được biết là đinh lăng đó mọi người. Đó mọi người nhìn nè, hấp dẫn không? Tươi rói luôn. Đây là những cái đọt non, theo mình ăn rất là ngọt luôn và rất là thơm luôn. À, còn đây là dĩa thịt ba rọi nè, cuốn kèm chung với bánh tráng ha. Đây thì rau củ thì chắc mọi người đều biết rồi ha. Đó thì mời mọi người xem nè. Đây thì nhân viên ở trong nhà hàng Thiên Tân, nếu mà mình gói không có được đẹp thì mình có thể nhờ nhân viên gói dùng. Đó, cái món bánh tráng Tây Ninh cuốn rau rừng và thịt. Mọi người nhìn thấy ha, cái điểm đặc biệt ở trong nhà hàng Thiên Tân á, là cái món bánh tráng Tây Ninh này nó có màu nó hơi đục đục nè mọi người. Mọi người xem ha, nhìn những bánh tráng nè, nó hơi đục đục chứ nó không có trong như là bánh tráng mình hay ăn những cái chỗ khác nha. Nên mình thấy một cuốn bánh tráng như vậy thì toàn từ mình nghĩ là tầm khoảng gần trên dưới 10 loại rau củ trong một cái cuốn bánh tráng như vậy. Như vậy theo như kinh nghiệm của em thì mình bỏ khoảng mấy lát thịt nào vừa em? Dạ khoảng 2 lát thịt. Thì ở đây thì mình chấm cái món bánh tráng này chung với cái món này là cái nước chấm là nước mắm chua ngọt. Được chế biến theo công thức riêng của nhà hàng Thiên Tân nha. Cuốn rất là điêu luyện và chuyên nghiệp ha. Thì mình cuốn không có được đẹp nên mình nhờ nhân viên trong nhà hàng cuốn giúp mình. Okay. Rồi, cảm ơn em. À, vậy là mình đã hoàn nhân viên đã hoàn thành xong ha. Cái bánh tráng cuốn Tây Ninh cuốn rau rừng. Rồi sau đây mình mời mọi người ha cùng thưởng thức hương vị nha. Cái món bánh tráng cuốn Tây Ninh này nha. Cái bánh tráng này mọi người, cảm nhận đầu tiên của mình á là nó rất là dai nha. Mình nghĩ là có pha bột gạo trong đây á, thành ra là nó ăn nó rất là nó hơi bùi bùi đó mọi người, nó không có mặn lắm nhưng mà ăn nó có vị, nói chung là cũng rất là lạ so với những chỗ khác. Rồi theo mình được biết ha, cái bánh tráng phơi xương á, đặc biệt của trong nhà Điện Tân này á, là cái bánh tráng này á là sau khi mà đã được tráng qua một lớp lửa, sau đó được nướng nhẹ một lần nữa, rồi sau đó bắt đầu là phơi xương tầm khoảng từ 1 tới 2 tiếng bắt đầu sẽ đem vào. Bánh tráng này rất là lạ luôn mọi người. Nếu mọi người có dịp thì ghé nhà hàng Thiên Tân ha, ở cái món bánh tráng cuốn rau rừng này nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong video sớm nhất. Bye bye.